Chào mừng các em đến với kênh thầy Liêm. Hôm nay cô mời các em cùng theo dõi môn tiếng Việt lớp 4 tuần 15, trang 146-147, tập đọc Cánh diều tuổi thơ. Tuổi thơ của tôi được nâng lên từ những cánh diều. Chiều chiều, trên bãi thả, đám trẻ một đồng chúng tôi hò hét nhau thả diều thi. Cánh diều mềm mại như cánh bướm, chúng tôi vui sướng đến phát dại nhìn lên trời. Tiếng sáo diều vi vu trầm bổng, sáo đơn rồi sáo kép, sáo bè như gọi thấp xuống những vì sao sớm. Ban đêm trên bãi thả diều thật không còn gì huyền ảo hơn. Có cảm giác diều đang trôi trên dải ngân hà. Bầu trời tự do đẹp như một thảm nhung khổng lồ. Có cái gì cứ cháy lên, cháy mãi trong tâm hồn chúng tôi. Sau này tôi mới hiểu đấy là khát vọng. Tôi đã ngửa cổ suốt một thời, mới lớn để chờ đợi một nàng tiên áo xanh bay xuống từ trời. Và bao giờ cũng hy vọng khi thả tha thiết cầu xin. Bay đi diều ơi, bay đi, cánh diều tuổi ngọc ngà bay đi, mang theo nỗi khát khao của tôi. Theo Tạ Duy Anh. Rồi bây giờ thì các em sẽ qua phần giải thích từ. Một đồng, trẻ chăn trâu, bò, dê, cừu. Huyền ảo là đẹp một cách kỳ lạ và bí ẩn. Nửa thật, nửa hư. Khát vọng là điều mong muốn đòi hỏi rất mạnh mẽ. Tuổi ngọc ngà là tuổi thơ, tuổi trẻ đẹp đẽ. Khát khao, mong muốn đòi hỏi thiết tha. Rồi bây giờ các em sẽ qua phần trả lời câu hỏi. Câu 1, tác giả đã chọn những chi tiết nào để tả cánh diều? Thì các em hãy đọc lại đoạn văn thứ hai. Chiều chiều, trên bãi thả, đám trẻ một đồng chúng tôi hò hét nhau thả diều. Cánh diều mềm mại như cánh bướm, chúng tôi vui sướng đến phát dại nhìn lên trời. Tiếng sáo diều vi vu trầm bổng, sáo đơn rồi sáo kép, sáo bè, như gọi thấp xuống những vì sao sớm. Như vậy thì các em thấy ở cái đoạn số 2 này, đoạn văn thứ 2 này, các em thấy để tả cái cánh diều, tác giả đã chọn những chi tiết đó là cánh diều mềm mại như cánh bướm. Rồi trên cánh diều thì có nhiều loại sáo, sáo đơn, sáo kép, rồi sáo bè. Tiếng sáo diều thì vi vu trầm bổng. Thì ở đây các em thấy có thể tác giả đã tả cái cánh diều bằng cả thị giác và thính giác, bằng mắt nhìn và tai nghe. Như vậy thì các em sẽ trả lời câu số 1 như sau. Để tả cánh diều, tác giả chọn những chi tiết đó là cánh diều mềm mại như cánh bướm. Trên cánh diều có nhiều loại sáo, sáo đơn, sáo kép, sáo bè. Tiếng sáo diều vi vu trầm bổng. Thì ở đây tác giả, có thể tác giả đã tả cánh diều bằng cả thị giác và thính giác, bằng mắt nhìn và tai nghe. Rồi tiếp theo câu số 2 nhỏ. Trò chơi thả diều đem lại cho trẻ em những cái niềm vui lớn và những cái mơ ước đẹp như thế nào? Thì các em hãy đọc lại kỹ đoạn văn thứ 3. Ban đêm trên bãi thả diều thật không còn gì huyền ảo hơn. Có cái cảm giác diều đang trôi trên dải ngân hà. Bầu trời tự do, đẹp như một thảm nhung khổng lồ. Có cái gì cứ cháy lên, cháy mãi trong tâm hồn chúng tôi. Sau này tôi mới hiểu đấy là khát vọng. Tôi đã ngửa cổ suốt một thời mới lớn để chờ đợi một nàng tiên áo xanh bay xuống từ trời và bao giờ cũng hy vọng khi tha thiết cầu xin. Bay đi diều ơi, bay đi, cánh diều tuổi ngọc ngà bay đi, mang theo nỗi khát khao của tôi. Thì các em thấy ở đây, trò chơi thả diều đã đem lại cho trẻ em những cái niềm vui lớn và những cái ước mơ đẹp. Các bạn nhỏ thì hò hét nhau, thả diều đi thi, vui sướng đến là phát dại luôn. Rồi nhìn lên bầu trời đêm thì huyền ảo, các bạn thấy lòng mình cháy lên. Rồi
cháy mãi cái khát vọng nữa. Các bạn đã ngửa cổ suốt một thời mới lớn để chờ đợi một nàng tiên áo xanh bay xuống từ trời, và bao giờ cũng hy vọng khi tha thiết cầu xin là bay đi diều ơi, bay đi, cánh diều tuổi ngọc ngà bay đi, mang theo nỗi khát khao của tôi. Như vậy thì câu số 2 các em sẽ trình bày như sau. Trò chơi thả diều đem lại cho trẻ em những cái niềm vui lớn và những cái ước mơ đẹp. Các bạn nhỏ hò hét nhau thả diều thi, vui sướng đến phát dại. Nhìn lên bầu trời đêm huyền ảo, các bạn thấy lòng cháy lên, cháy mãi cái khát vọng. Các bạn đã ngửa cổ suốt một thời mới lớn để chờ đợi một nàng tiên áo xanh bay xuống từ trời, và bao giờ cũng hy vọng khi tha thiết cầu xin, bay đi diều ơi, bay đi. Rồi tiếp theo câu số 3. Qua các câu mở bài và kết bài, tác giả muốn nói điều gì về cánh diều tuổi thơ? A. Cánh diều là kỷ niệm đẹp đẽ của tuổi thơ. B. Cánh diều khơi gợi những cái mơ ước đẹp cho tuổi thơ. C. Cánh diều đem đến bao nhiêu niềm vui cho tuổi thơ? Thì ở câu này các em hãy suy nghĩ và trả lời. Thì qua các cái câu hỏi, qua cái câu mở bài và kết bài, tác giả muốn nói đó là cánh diều khơi gợi lại những cái ước mơ đẹp cho tuổi thơ. Như vậy thì các em sẽ trình bày như sau. Qua các câu mở bài và kết bài, tác giả muốn nói cánh diều khơi gợi những cái mơ ước đẹp cho tuổi thơ. Rồi cuối cùng là phần nội dung. Nội dung của bài văn thì nói lên cái niềm vui sướng và những cái khát vọng tốt đẹp mà trò chơi thả diều mang lại cho đám trẻ một đồng. Khi các em lắng nghe tiếng sáo diều, ngắm những cái cánh diều lơ lửng trên tầng mây. Như vậy thì đến đây các em đã vừa cùng cô theo dõi môn tiếng Việt lớp 4. Thì sau khi xem xong, nếu các em thấy dễ hiểu thì hãy nhấn nút thích và chia sẻ cho mọi người cùng xem. Và đừng quên đăng ký kênh thầy Lim để được xem những video tiếp theo nhé. Cô chúc các em học tốt và cô chào tạm biệt các em.